Đây, hiện tại là có một bác đang chặt con lợn quay ở ngày hội. Xe tăng, xe pháo, xe ben, bộ xếp hình, xếp chữ, bộ câu cá, cùng tất cả các loại gấu bông, cá sấu, bộ búp bê, đồ chơi trẻ em đồng giá 39.000 đồng. Con này là từ thành phố vào đấy. Thành phố. Đâu đâu. Đảm bảo an toàn. Chưa có gặp anh ở Nam Na các bạn. Đúng rồi. Anh này gặp nhiều lắm. Chỉ đồng nó đồng giá 39.000 đồng, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Màu này cực đẹp luôn. Đồ chơi trẻ em đồng giá 39.000 đồng. Bác này hồi nào cũng gặp bác mà. Đã phục vụ hội. Xe pháo, xe ben. Anh ở ngoài thành phố ở chỗ nào anh? Đâu, anh ở Bản Ngà thôi. À, Bản Ngà, Bản Ngà. Đây lần quay ở Bản Ngà nhé các bạn nha. Văng vào toàn hội chiến thắng ở trong này là bán hội phục vụ bà con đi chơi hội. Đảm bảo an toàn, thông minh, sáng tạo, giúp trẻ thông minh, phát triển trí tuệ. Nhìn con lợn ở ngoài kia vào màu mè đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn cho nó kia. Đấy. Con này có khả năng là màu đẹp nhất hội đấy. Không thể đâu. Màu đẹp nhất hội đấy. Nó thái ở xuống kia đi. Cơm thì đội lại làm cơm. Vâng vâng, tí nữa chiều anh ạ. À, chiều mới được. Vừa lúc ăn sáng mấy anh em tụ nhau sáng rồi. À. Trên tất cả các loại gỗ bên cái sổ. Ở đi.